mát chứ không? Mát, mát trong lòng. Không mà em nghe anh hai anh lúc nào cũng vui vẻ mà. hay giỡn vậy lắm. Đúng rồi. Giỡn mai nhận lại nha. Hai anh cũng vui vẻ lắm. Sáng giờ là buồn gần chết luôn á. Chuyện này có đi Lào nữa anh không? Dịch mày đâu có đi đâu được anh. À vậy hả? Quá trời mừng. Vui. Vui mà. Không mà anh Liên Nghĩa cũng vui chứ. Dạ, nghe giọng là biết rồi. Hả? Anh cười, anh lúc nào anh cũng cười. Mà sao nghe tiếng sóng ở trong lòng? Chia sẻ với anh chị như thế này. Sáng giờ, hôm qua giờ em mất ăn mất ngủ. Có một cái tin rất là buồn. Sáng không ăn, em thì sáng không ăn nổi luôn, em ăn được nổ mì mất luôn anh. Chưa ăn gì luôn nè. Vì sao? Tại vì kênh YouTube mới bị sự cố. Yeah. Tối hôm qua là biết ngủ được khoảng 1 tiếng đồng hồ, cứ nằm ngủ xuống á là cứ cái tay thì cầm điện thoại. Nhưng mà ngủ giật mình bực dậy cầm thoại lướt nha này. Để thử là kênh YouTube mình khắc phục chưa. Mấy ngày qua em bị tắt kiếm tiền. Nhưng mà nguyên nhân lý do vì sao mà kênh của Phong tắt kiếm tiền vậy trời? Chưa có không xác định được nguyên nhân. Thì trong lúc đang ghi hình anh chị như thế này thì đón nhận một cái tin rất là vui là các bạn hỗ trợ trong team hỗ trợ em á báo là đã khắc phục được sự cố rồi. Trời ơi, tự nhiên nó thở một cục thở mà nhẹ nhõm luôn á. Cái đó là một niềm vui nhất hả anh Phong? Ừ. Tự nhiên đang quay nửa chân anh chị có nhận được cái thông báo mấy đứa bạn. Cho anh Thiệt hồi sáng là ăn nửa bỏ mì rồi á. Anh nó có vô. Dạ hả? Ừ. Vậy anh nấu mì, ăn mì, anh nấu mì cho anh ăn. Sao mà trưa nay là, trưa nay anh Nghĩa đói bụng, anh rủ đi ăn, đâu ăn đâu. Buồn, anh có nói đâu. Không, cái này là tấm lòng của em thiệt, anh ăn mì, em nấu mì cho anh ăn. Nó là thật, tính em nấu cho anh ăn luôn. Chúng em cũng cảm ơn anh chị nhưng mà bây giờ tụi em còn có hai cái hẹn nữa, một cái hẹn là trên Củ Chi và Hóc Môn và một cái hẹn nữa đấy là đi thăm viếng đám chồng của một cái cô bị mất mà tụi em có quay ở trên Bình Dương. Chắc là bữa khác hẹn qua thăm lại anh chị nha. Mong là sẽ gặp lại anh Nghĩa ha. Ngay lúc này thì cũng đã hơn 12 giờ trưa rồi. Ngày hôm qua đến giờ khi mà nhận được cái thông tin kênh YouTube của mình bị tắt kiếm tiền á thì gần như là tâm trạng khá là buồn và người rất là mệt. Đêm hôm qua gần như là cả đêm mình ngủ không trọn giấc, cứ khoảng 1-2 tiếng đồng hồ bị ám ảnh hay sao á, cứ giật mình cứ cầm điện thoại lên kiểm tra thử là tình trạng kênh YouTube đã ổn chưa. Và đến sáng hôm nay khi mà mình sang nhà chị Hương, người mà có khuôn mặt dị dạng á, thì gần như là tới nhà chị đói quá ăn được nửa ổ bánh mì thôi, không có một cái tâm trạng mà ăn. Và mình có quay một clip giới thiệu rằng là kênh YouTube của mình bị sự cố. Trưa hôm nay thì cũng không muốn về lại cơ quan đi làm. Mấy anh em thôi rủ anh Lê Nghiễn đi ra vùng ven đi đâu đó đi quay thêm vài hoàn cảnh nữa, coi như cách để mình lấy công việc bận rộn để mình xóa bỏ đi cái nỗi buồn ấy. Thì có ghé nhà anh Sang đúng không? Đúng rồi. Khi mà đang trong quá trình quay anh Sang á thì tự nhiên em nhận được một cái tin vui. Các bạn hỗ trợ cho em, các bạn trên Network AISA, các bạn đã nói là Phong ơi, kênh YouTube của Phong đã bật kiếm tiền lại rồi. Tự nhiên cảm giác nó mừng và hòa hết nè. Và cũng rất là vui khi mà hồi trưa giờ cũng chưa ăn gì luôn nè. Mà chắc có lẽ đây là niềm vui mà có lẽ cũng không thay đổi. Giờ hết đói á. Không, mà chắc anh em mình có duyên quá anh Phong ạ. Anh Sang thì gần như là mấy tháng nay á, mùa dịch không thể nào đi bán bông tâm được. Vợ thì cũng đang trải qua một hai đợt bệnh. Hai vợ chồng cũng đang rất là khó khăn. Tự nhiên bữa nay có duyên lại nhận thêm món quà của các cô chú anh chị được 5 triệu nữa. Anh để chia sẻ niềm vui của em mới chia sẻ niềm vui em rồi, anh để chia sẻ niềm vui của anh được không? Nói chung thì em cũng cảm ơn, rất là vui Mạnh Thân Vinh đã gửi cho hai vợ chồng chúng em. Thì chúng em không có gì mà để mà đền đáp cho tất cả mà trong đời này, suốt đời này mãi mãi vẫn nhớ ngoài cái số tiền của Mạnh Thân Vinh đã giúp đỡ cho hai vợ chồng của Sang. Mình chỉ có chia sẻ được như đó thôi à. Vậy thì chắc phải để anh chia sẻ rồi. Anh Nghĩa thì có chia sẻ điều gì không? Xin phép hai vợ chồng anh nha. Bởi vì trong tối hôm qua ấy, tối hôm qua tầm khoảng 9 giờ em mới nhận được cái tin nhắn của Phong.
Phong thông báo rằng là kênh YouTube của Phong á, kênh Phong Bụng đã bị xảy ra một chút sự cố. Và thật sự là lúc em phải nhắn ngay cho Huy, bảo Huy ơi, Phong có biến cố rồi, phải chú ý nhé, nhà Phong ở tầng 7. Bởi vì là Phong đợt này có vướng lại, tức là mình có một chút về hàng tháng Phong phải trả một cái số tiền rất lớn cho ngân hàng, bởi vì em có cái đầu tư một chút. Thành ra nếu mà kênh YouTube mà xảy ra sự cố thì nó ảnh hưởng đến cái việc mà thanh toán tiền cho ngân hàng của Phong hàng tháng. Và em thì em ấy sáng tính là gọi Phong cà phê, nhưng em nghĩ là Phong trong ngày hôm nay sẽ rất bận rộn. Và thật sự là từ sáng giờ em chạy mấy tiếng đồng hồ để đến gặp ông này, ông ấy di chuyển ra mãi vùng ven Sài Gòn. Và trong quá trình ngồi em ở Phong ăn cơm chưa? Hơn 12 giờ 30 và Phong ở Phong ăn hai em đen phở nhá. Không ăn. Rồi hắn ta cứ thẩn thơ thẩn, rồi hắn ta cứ quên cái này quên cái kia, cầm cái điện thoại mà cứ ngẩn ngang ngẩn ngơ. Tức là cái điện thoại cầm trên tay ấy, mà hắn ta gọi ô cái điện thoại em đâu rồi, điện thoại em đâu rồi. Đó, nó xảy ra một cái sự cố mà giống như khủng hoảng tuổi trung niên đấy. Chào chị Kim Mít. Trước đó thì cũng cảm ơn rất là nhiều mọi người đã có điện thoại này, rồi rất là nhiều bình luận ở trên kênh YouTube động viên và chia sẻ. Gần như là hôm qua đến giờ cực kỳ buồn bã, mà bây giờ tâm trạng cực kỳ vui. Có lẽ đây là một cái điều mà mình thấy rằng là may mắn. Và đôi khi cuộc sống có những cái sự cố giúp cho chúng ta nhìn lại bình tâm lại hơn một xíu, đúng không anh? Dạ đúng rồi. Anh có đôi khi anh có gặp lại những cái sự cố như vậy không? Dạ thì đôi lúc cũng có anh. Đôi lúc đó thì nhiều cái mình không có nói được cái sự cố. Anh đã có hai lần trải qua hai cái sự cố mà em thấy là đau thương em. Dạ, đó là mất đi hai người thân của mình. Dạ. Hai đứa con sinh chưa kịp chào đời đã mất rồi. Rồi ba mẹ cũng mất hết, bây giờ cũng chỉ còn có một mình là một thân. Vì cặp một người vợ, hai vợ chồng cũng nương tựa nhau để sống. Và khi mà hai vợ chồng đến với nhau á, thì anh trong một cái hoàn cảnh lúc nào chạy cơm từng bữa. Và điều gì anh để phụ lấp được cái cơm áo đầu tiên để luôn luôn hạnh phúc? Lúc đó thì Sang á, thì lúc đó thì đi theo thầy Bấm Nguyệt, thì đi rồi khách đã cho được nhiêu thì mình lấy số tiền đó mình mua cơm mình ăn hàng ngày. Nhưng khi một ngày ăn có một hộp cơm mà đâu có đủ tiền để mua cơm đâu, cũng vất vả lắm. Chứ lúc đó rồi xong rồi theo thầy cũng dạy này kia rồi đi làm, rồi ông thầy sẽ trả lương hàng tháng, một tháng được có 2 triệu mấy à, cũng đâu có đủ chơi trang trải đâu. Thì từ từ rồi cũng làm thêm, ví dụ như đi làm ở ngoài thêm, ví dụ ai kêu Bấm Nguyệt ở đâu thì Sang vẫn nhận bấm người ta. Ai kêu đâu bấm đó, ví dụ ai kêu bắt mặt chữa bệnh thì cũng làm, cái gì cũng làm thì miễn sao là có tiền để mình sống. Bấm Nguyệt hay lắm á, Bấm Nguyệt em về đây luôn á. Thứ hai mình có một cái cơ duyên với hai vợ chồng mới gặp nhau, thì lúc đó mà vợ đi chữa bệnh mà lúc đó ông thầy nói hả, cái ca của mày rồi bây giờ mày tên sao? Sư phụ bên đây là để đó cho em, rồi thầy cứ nghỉ ngơi đi, rồi xong rồi gia đình bên vợ nè, em vợ lúc đó chưa quen, lúc đó mới lần đầu tiên á, rồi bắt mặt này kia. Lúc đầu lấy chồng bên em lâu nay chấp nhận không, sợ đi về bên đây đại nọ không biết không được. Nói chung là anh chị bên mình thì giống mình chia sẻ với tất cả Mạnh Thường Quân, là mình chia sẻ mình cũng rất là buồn thấy mình là khuyết tật như vậy, anh chị không thể nào quan tâm. Lúc ba mẹ còn á thì thương yêu nhau lắm, lúc ba mẹ mất á thì coi mình để về đến nhà tưởng đó là mình xin tiền, mình xin chia sẻ tất cả thú thật với mình với tất cả mọi người, với Mạnh Thường Quân. Mình là người Khmer, ba mẹ cả. Với mình tên thật à, là tên là Danh Đi là tên thật trong người Khmer. Còn cái tên mà tên Sang á là tên của sư phụ đẻ cho, đặt cho cái tên Sang đó, là mình nhớ ơn của sư phụ, mình lấy cái tên Sang lúc nào cũng nhớ tên Sang, là nhớ tới sư phụ của mình đã dạy cho mình. Em nghĩ trong đạo Phật đó là một cái hạng
và những cái người thân của anh đó ứng xử với anh không tốt cũng là một cái hạn để giúp cho anh mạnh mẽ hơn. Cho nên là thôi đừng trách, không sao đâu. Coi như là mình đã vượt qua rồi, mọi chuyện quá khứ cũng khép lại rồi. Hôm nay thì cố gắng với tiếp nối với cái người bạn đời của mình này. Em thấy anh có một cái nghề mà chắc có lẽ em phải học theo anh sai. Đó là nghề bấm huyệt. Anh bấm rất là tài, bấm sao mà được cô vợ luôn nè. Hồi lúc mà đi học lúc đó cũng vất vả lắm chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng mà em bây giờ chưa có cô vợ nào, chưa có người yêu nữa, là anh chỉ cho em bấm hiệp để em bấm sao mà có cô nào được không? Cái này là tự anh bấm mới được chứ em không thể nào mà em chỉ cho anh được. Anh chỉ cho em một cái trang nào đó trang cuối luôn đi. Cái này cũng không có được. Thôi thì tâm sự cũng một đôi điều cũng vui rồi, cũng chia sẻ với mọi người biết được là mấy ngày qua anh Sang cũng gặp khó mà bản thân mình cũng gặp rất là khó về cái tình trạng kênh YouTube bị sự cố. Thì bây giờ thì cũng có rất là hạnh phúc và mình sẽ tiếp tục đăng tải các clip khác cho mọi người cùng xem. Ngày hôm nay thì mình với Lê Nguyễn dự kiến là sẽ đi quay tới tối luôn á để giải quyết cái thời thì coi như giết tất cả cái thời gian mà đau buồn khi mà kênh YouTube bị sự cố. Nhưng mà đã hứa hai nhân vật rồi. Chắc có lẽ tạm biệt anh Sang và chị để đi sang một cái vùng ven ở gần Củ Chi thăm một cái nhân vật và sau đó sang Bình Dương thăm nhân vật. Hai anh em chạy xe máy hiện giờ cũng khá là trưa nắng, hơi nắng một xíu, chắc cố gắng chịu sẵn rồi đi xa xíu nha. Dạ, okay. Rồi xin phép chào tạm biệt mọi người rất là nhiều ạ. Chào rồi, em cảm ơn anh chị nha, có một rồi, buổi trò chuyện mà nghe chúc anh làm chương trình được sự được ok rồi tốt lắm. Chương trình của anh lúc nào là cũng có nhiều người khán giả đã thích yêu thích của mình đã đến. Dạ.